No, tôi sai từ lâu. Lý Văn tổ lòng à. Một phần nhạc cứ xuống à. Bây giờ mày ta chỉ nó câu nạ nó, bây chỉ chỉ lúc lưu lòng cụ kê là nó nhỏ. Bây chỉ lúc nọ xin á. À, lô phong xa chè, nhìn nó chè. Nhỏ rồng rồng dè, khổ tỷ phán trà lúc nọ xin á. Lô phong xa ở chú chú chua nè. Vì do hả tìa, sẽ kế vào măng lọt xa lợi. Chè yà linh tờ lợi lọt xí lúc nọ thèn lợi nè. Để phải phá sức chế lúc nó trên đó thế là chứ nè. Thế bỏ chế lúc nó, thế bỏ mà. Ồ, hai chọc bởi nó lúc nó trên chá dù. Chế không xa lên nè, lâu lếp nông đi chứ nè. Chẳng phải lâu tù á. Chị bỏ là. Đọc lọc đu không à? Đọc lọc tiền không? Đu này chả thôi à? Cho tụ cứ lòng đầu lắm mà nè. Tụi nó mà thế tụi cứ ló. Tụi nó thế là tụi xí hư ó. Tụi bật tàn mà nha, tụi có đế cho tụi bật tàn. Nhớ cách xài một con có to hả? Tụi bật tàn thế cụ ư chè ó, anh tụi có đế chả nè. Luôn tao lo luôn chuyện tao có đế á. Ai có một số môn chi hả? Mấy chả thúc cả à. Hãy có lại nữa con ta nữa con ạ nha. Ủa nát kìa đấy.
trong gom lòng có sẽ dễ tụi nó cho tay nó mà nó nó bắn nhảy nhá đế qua cha tụi nó nhà nó hoàn lên thải要干活，该到晚了的，不干那么，要干活呀。我转肚了，咋的干的？跑到都歇了呀。我肚子搞么太累，我去改呀，改了哪种？烧烤是啊，你就当干点蒙的，那古刀啦，我得被这打了刀啦。边头的电都用啦，别只做哩哩多啦。tuần đầu lần đầu cổ đi đó tuần nát của na này đó đầu khẩn hẹn đó đầu tiếp tiền đó chết lâu lỡ chua đó bé nà那呗，原来那是古爷了呢，那是古爷了呢，叫红颜色的，那是古爷呢。古爷到家干啥呢？干就，我那土猪，你们没抓的。主要做门道啦，我来喽，现在得来呢，等等呢。那要好好啊，好啊整的呢，好那好，捞刀呢，刀刀在这里，直接的呢。那就动感还到边啊，其他自己别着急呐。都到那要多难啊！要来天呐，路难呐。เจทันสมัยนะเจ้าหน้าเจเด็กคนละนอกเสียซะนะเออท่านายว่าจะอยู่บนนอนสามารถจะเต๋อได้หรอหรืออยู่เราหรืออยู่เราหรืออยู่เราเพื่ออย่างนอนได้ยังไงก็ที่มุ่งเจ้าจีนสังเกต
tao tiêu cho lâu nó tao khó nó tao tiêu cho bùa nó nè cho bùa là cho bùa nè cho bùa với họ tao bê lúc khó đều bê thì là càng hò lấy cho bó chì là càng bê là chị ở xã hòa nên dẫn vô kê ra dẫn vô kê ở xã hòa để dò nè
เรียบร้อยแล้วตัดตัวอีไลก็ได้จ้ะ切就要做了喂，切个切个都是喂，那几个那来不，得买个，哦呀，他那买的猪，没事儿，看那挺多哈呀。你要干啥了？我估计到海螺天天都去嘛。你要干嘛？烤，啥没事儿嘛？烤。估计干烤的搞烤，哈哈哈哈哈，都不烤呀。我熬了，不闲着了，他估计没闲着呢，考个考，哈哈，你给我来点冰吧。我生下到这，在家里穿上白，你穿另外穿上白了，在家里也不厉害呀，同志。有没跑呢？过海也有点水的，那个不熬啊，那个水大哈。你到那里能去玩吗？别天冷了，家里呢？谁到那门啦？ดีใช่ไหมThank you.
Ya, tuh.